Namaste. Hoàng Nguyên rất vui khi được gặp lại bạn trong video ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình muốn gửi tới bạn một bài tập liên quan đến vùng hông, vùng khớp háng của mình, sẽ giúp cho chúng ta có một vùng hông linh hoạt, giải tỏa căng thẳng và một đôi chân linh hoạt hơn. Và cái bài tập này cũng sẽ giúp cho các bạn bổ trợ cho các bạn thực hiện tư thế tách dọc, tách ngang được dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài tập nhé. Chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng trong tư thế ngồi xếp bằng. Chúng ta lắc lắc nhẹ hai hông sang hai bên để cho hông của chúng ta được trải dài trên thảm. Và cái xương hông của chúng ta này, nó sẽ nhấn hẳn xuống thảm nhé. Rồi, chúng ta sẽ đẩy xương ức lên, vươn dài đầu lên trần, thẳng lưng. Hãy thả lỏng trán của bạn ra, thả lỏng khuôn mặt. Hãy hướng ý thức của bạn vào hơi thở. Cảm nhận hơi thở đang được lên xuống này. Hít vào phình bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Vào phình bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Hãy cảm nhận nguồn không khí tươi mát đang đi vào trong cơ thể của bạn. Và thở hết ra, chúng ta cảm nhận cả những mệt mỏi, lo âu trong cuộc sống được đào thải ra bên ngoài. Hãy hít thở thật sâu và đều như vậy. Thật là tĩnh lặng trong những giây phút này. Rồi từ từ bạn hãy hướng ý thức trở về với cơ thể. Hít sâu. Và thở chậm. Chúng ta đưa hai lòng bàn tay vào nhau và xoa nóng lên. Hãy tách tách nhẹ các ngón tay ra để cho lòng bàn tay được ma sát với nhau. Cảm nhận lòng bàn tay của bạn đang dần trở nên ấm hơn. Và chúng ta sẽ áp hai lòng bàn tay vào mắt, massage mắt. Từ từ đẩy hai tay ra xa, mở mắt nhìn lòng bàn tay. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập nhé. Bạn đưa hai tay lên gối. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế bò mèo ngồi. Hít vào, đẩy ngực vươn cằm, nâng cao xương ức lên trần nào. Thở ra cuộn gù lưng về sau, rút rốn, mắt nhìn rốn. Hít sâu, đẩy ngực hạ vai xuống, vươn cằm. Thở ra cuộn lưng lên cao, rút rốn, mắt nhìn rốn. Hít vào, đẩy ngực vươn cằm. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít sâu, đẩy ngực, hạ vai xuống, vươn cằm lên. Thở ra.
Lần cuối, hít vào, đẩy ngực, vươn cằm lên cao, thở ra, cuộn lưng rút rốn, thu cằm. Hít vào, chúng ta nâng người về vị trí ban đầu. Và từ đây chúng ta sẽ xoay eo. Bạn sẽ sử dụng hai tay của mình nhấn gối xuống. Và chúng ta xoay nhẹ nhàng. Hít sâu, chúng ta gập người về phía trước này. Cố gắng này, đẩy ngực vươn cằm. Thở ra thì vòng về sau, rút rốn. Hít sâu, đẩy ngực vươn cằm. Thở ra, cuộn lưng về sau. Hít ba, thở ra. Hít bốn, thở ra. Lần cuối, hít năm, cố gắng dạp sâu người xuống. Thở ra. Và chúng ta xoay ngược lại. Hít vào, cố gắng sử dụng hai tay của mình nhấn phần gối xuống. Thở ra, đổ về sau. Hít hai, thở ra. Hít ba, thở ra. Hít bốn, thở ra. Lần cuối, hít năm, thở ra. Rồi nâng người về vị trí ban đầu. Từ đây chúng ta giữ nguyên chân phải, đưa chân trái sang ngang. Bạn hãy ngồi, vẫn hướng toàn bộ hông của mình về phía trước, di chuyển chân của bạn đi ạ. Tiếp tục mình sẽ dựng cái bàn chân trái lên. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, tay trái phía gối phải, tay phải áp sát tai, ngước mắt nhìn lên trần. Xoay vai và đẩy ngực của bạn lên, khóa bàn chân trái lại. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, từ từ mình gập người sang bên chân phải. Từ đầu gối phải mình gióng ra thì hai tay của mình mở rộng bằng vai. Và đầu gối phải ở giữa hai tay, gập người xuống, kéo dài đốt sống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, chúng ta xoay cơ thể sang bên trái và đưa hai tay về phía chân trái, kéo dài người. Cố gắng chúng ta không gượng ép quá mà chúng ta cuộn lưng lên cao như này nhé. Để xoay ngực lên, miễn làm sao chúng ta cảm thấy căng cái kheo chân bên trái. Để ngực nào duỗi lưng. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, từ từ chúng ta hạ hai tay xuống. Tay phải chúng ta đặt phía sau giữa hai hông. Tay trái của chúng ta đặt phía trước. Hít sâu, đẩy ngực, xếp bụng rồi nâng hông lên khỏi thảm. Bạn hãy đưa tay trái áp sát tai, xiết cái bụng dưới của bạn lại, đẩy cái hông về phía trước, đẩy ngực. Thở ra, hạ xuống. Chúng ta xoay vòng người trở lại. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì mình gập người xuống. Hai tay mở rộng bằng vai nhé bạn. Nâng cái lòng bàn tay lên, chỉ chống bằng ngón tay thôi. Gập dài người về phía trước, duỗi cái lưng ra. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Chúng ta sẽ lặp lại lần hai. Đưa tay trái sang gối phải, tay phải áp sát tai. Đẩy ngực lên, duỗi lưng nào. Xoay vai để ngực giữ ở đây. 5, 4, 3, vươn căng tay bên phải. 2 và 1, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, chúng ta xoay sang bên phải và hạ hai tay xuống. Mình kéo dài người về trước, duỗi lưng. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, xếp bụng nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Thở ra, mình xoay sang bên chân trái và đưa hai tay xuống. Tiếp tục lên cái người về trước, cố gắng đẩy ngực lên và cảm nhận căng cái kheo chân bên trái. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, chúng ta hạ hai tay xuống. Và hít sâu, mình xiết bụng này, đẩy cái ngực lên. Rồi chúng ta nâng hông lên, xoay bạn người.
Chúng ta đẩy ngực, đẩy hông, siết bụng. Thở ra thì mình chậm chậm hạ xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì mình gập người về phía trước, duỗi dài cái lưng. Đến cái vị trí mà bạn cảm thấy chúng ta căng rồi, chúng ta giữ lại. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, siết bụng, nâng người lên, hai tay vươn lên. Rồi thở ra, chúng ta hạ tay xuống và mình đưa luôn chân phải về phía trước. Hai chân của chúng ta vuông góc. Đấy không ạ? Tiếp tục ạ. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình gập người về phía bên chân phải, đẩy ngực lên, duỗi lưng. Hít thở đều nào. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì mình gập sang bên chân trái. Tiếp tục duỗi lưng, đẩy ngực lên. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Chúng ta lặp lại. Xoay người sang bên chân phải, thở ra, gập sâu xuống. Cố gắng khóa hai chân của bạn lại, dựng bàn chân hướng lên trần. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, mình xoay sang bên trái và gập sâu người xuống. Giữ ở đây nào bạn. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng lên, hai tay vươn. Thở ra thì mình hạ tay xuống. Từ đây hít sâu, xoay vai từ trước ra sau, rồi bạn chống hai tay xuống thảm. Các ngón tay chúng ta hướng về phía sau, chúng ta hướng về phía sau, ngược lại phía người. Rồi chúng ta co hai chân lại. Hít vào, đẩy cái ngực, xếp bụng, rồi chúng ta nâng cái hông lên khỏi thảm. Mắt chúng ta nhìn lên trần, xếp bụng, đẩy ngực, mở gối ra. Thở ra, hạ hông xuống. Hít sâu, tiếp tục vươn hai tay lên cao. Thở ra thì mình gập dài người về phía trước. Hai tay của mình mở ra rộng bằng vai. Đẩy ngực lên, duỗi lưng nào bạn. Đẩy ngực, duỗi lưng nào. Chúng ta lắc hông sang hai bên, tìm vị trí thoải mái nhất, gập xuống. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Chúng ta lặp lại lần cuối. Thở, hạ tay xuống. Hít sâu, xoay vai từ trước ra sau. Hai tay chúng ta chống về phía sau. Co chân lại, buông góc với thảm nào. Hít vào, để ngực, siết bụng, rồi bạn nâng hông lên khỏi thảm. Siết bụng, để ngực, mắt nhìn lên trần. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Thở ra thì hạ hông xuống. Duỗi chân, hít sâu, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì mình đưa hai tay xuống. Tiếp tục đẩy lắc cái hông sang hai bên, rồi chúng ta gập người xuống. Đứng ở đây, hít thở đều nào. 5 4 dựng bàn chân của bạn lên. 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình sẽ hạ tay trái xuống. Co cái chân trái của bạn lại, rồi luồn tay trái về sau, móc bàn chân trái lên. Đúng không ạ? Với trình độ sơ cấp, nếu bạn chưa mở được khớp háng nhiều thì chúng ta sẽ làm động tác sau. Chúng ta nâng cái chân lên như này, gác trên vai cho Hoàng Nguyên như này thôi. Còn nếu bạn nào tốt mà chúng ta giãn được rồi thì chúng ta xoay cái vai, đẩy cái ngực và lân dài cái tay trái sang, duỗi cái chân ra, đẩy cái ngực lên, mắt nhìn lên, giữ ở đây. 5 4 3, cố gắng là chân chúng ta không ép vào cái phần tay trái của mình nhé. 2 và 1, rồi thở ra,
hạ xuống. Chúng ta sẽ đổi bên. Chúng ta gập chân trái lại và duỗi chân phải ra. Đánh lại cái hông sao cho hông của chúng ta cân bằng về phía trước. Dựng cái bàn chân phải lên giúp Hoàng Nguyên nào. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, tay phải của chúng ta gối trái và tay trái áp sát tai, nghiêng sâu người về chân phải. Xoay vai để ngực mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, xoay sang bên trái và gập người xuống. Chúng ta vươn cái người xuống nào. Hai tay này mở rộng bằng vai và gióng từ chân trái sang thì chân trái ở giữa. Hít sâu, hai tay vươn lên cao. Thở ra, mình xoay người sang bên chân phải và đưa hai tay xuống. Cố gắng khóa cái bàn chân phải của bạn lại, đẩy cái người ra, vươn cái cằm. Mắt nhìn xuống bàn chân phải. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra thì mình hạ hai tay xuống. Chúng ta chúng ta đặt tay phải phía trước và tay trái phía sau. Tay trái của mình chống vào giữa hai hông nhé bạn. Hít sâu, đẩy ngực, siết bụng rồi bạn nâng hông lên. Xoay tay phải áp sát tai. Cố gắng đẩy cái hông, siết bụng, đẩy ngực hướng chân và bàn chân phải của mình áp sát xuống. Thở ra chậm chậm, hạ hông. Xoay người trở về. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình gập sâu người xuống. Đẩy cái ngực lên, vươn cằm. Vươn cằm. Gập người xuống, cố gắng khóa cái bàn chân phải lại nhé. Chúng ta hít sâu nào, hai tay vươn lên. Lặp lại vòng 2. Thở ra từ từ, tay phải gối trái và tay trái mình áp sát tai, nghiêng sâu người sang bên phải. Xoay vai để ngực mắt nhìn lên trần. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, xoay sang bên chân trái và chúng ta gập sâu người xuống chân trái. Đẩy ngực vươn cái cằm ra. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, xoay sang bên chân phải và chúng ta hạ hai tay xuống thảm. Tiếp tục lên dài người. Mắt nhìn chân phải, đẩy ngực lên duỗi lưng. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra thì mình hạ hai tay xuống. Chúng ta đưa tay phải của mình về phía trước, tay trái chống sau hông. Đúng không ạ? Hít sâu này, mình đẩy cái ngực lên, siết bụng rồi chúng ta nâng hông lên. Xoay vòng tay phải, áp sát tai. Duỗi thẳng chân phải và đẩy cái hông siết bụng, đẩy ngực. 3 2 và 1. Thở ra, hạ hông xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì bạn hạ người xuống nào. Hai tay của mình chống, mở rộng bằng vai và gập người xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. Cố gắng nhấn cái hông của bạn xuống thảm. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra thì mình hạ tay xuống và chúng ta sẽ đưa luôn chân trái về phía trước. Di chuyển cơ thể sao cho chân trái và chân phải tạo thành một góc vuông. Hít sâu, mình nâng người lên, hai tay vươn lên và cố gắng khóa hai bàn chân của bạn lại hướng lên trần. Thở ra, xoay cơ thể sang bên chân trái và gập sâu người xuống. Để ngực duỗi lưng. Không biết các bạn cảm thấy thế nào, chứ Hoàng Nguyên đang cảm thấy là kheo chân của mình đã giãn ra dần dần rồi đấy ạ. Đẩy ngực lên. 5 4
3, 2 và 1. Hít vào, nâng lên, hai tay vươn lên. Thở ra, xoay sang bên chân phải và gập người xuống. Đẩy ngực vươn cằm lên. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, nâng lên, hai tay vươn. Chúng ta lặp lại, thở, xoay cơ thang bên trái và gập sâu người xuống. Đẩy ngực vươn cằm. 5, 4, cố gắng khóa chân trái của bạn lại. 3, 2 và 1. Hít vào, nâng lên, hai tay vươn. Thở ra, xoay sang bên chân phải và gập sâu người xuống. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình hạ hai tay xuống, xoay vai từ trước ra sau, rồi hai tay của mình chống về phía sau. Chúng ta co hai chân lại nào. Hít sâu, đẩy ngực, siết bụng, rồi mình nâng hông lên. Vươn cằm lên, mắt nhìn lên trần, cố gắng xốc vai, không sập vai, đẩy hông siết bụng. Thở ra, hạ hông xuống, chúng ta duỗi chân. Hít sâu, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình gập người về phía trước, lắc cái hông sang hai bên, gập người xuống. Khóa bàn chân của bạn lại. Tiếp tục, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra thì mình hạ tay xuống, xoay vai từ trước ra sau, hai tay của bạn chống phía sau hông, co hai chân lại. Hít vào, đẩy ngực, xếp bụng rồi nâng hông lên. Cố gắng mở hai gối sang hai bên, nâng cái hông lên một chút, xếp bụng, đẩy ngực. 3, 2 và 1. Thở ra, hạ hông xuống, duỗi chân. Hít sâu, tay vươn lên cao. Thở ra, mình gập sâu người xuống, vươn cằm đẩy ngực lên. Lắc hai hông sang hai bên đi bạn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình hạ hai tay xuống. Rồi chúng ta co gối phải lại, đưa cái tay phải sang. Chúng ta luồn qua chân phải nhé. Dựng bàn chân phải lên. Tiếp tục, mình sẽ đưa tay trái nắm má ngoài của chân phải. Hít vào, bạn siết bụng, siết đùi này. Chúng ta co nhẹ khỉu tay trái này. Mình nâng lên. Nếu mà chúng ta nâng lên đây mà chúng ta cảm thấy bị gù lưng quá nhiều và căng rồi, chúng ta giữ nguyên. Còn làm tốt thì chúng ta xoay cái vai, đẩy cái ngực, lân dài cái tay phải ra. Rồi, giữ ở đây. Làm tốt nữa thì bạn lân vào gần cổ chân nhá. Duỗi thẳng chân ra. Đẩy ngực lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, chúng ta hạ chân xuống. Rồi chúng ta thu chân về tư thế cánh bướm. Mình sẽ rung lắc nhẹ cho phần khớp háng của mình. Cánh bướm thẳng lưng để ngực lên. Rung nhẹ nhàng nào. Hít thở đều. Rồi, từ đây thì chúng ta sẽ trở về tư thế cái bàn. Chống hai tay xuống thảm. Chống hai chân xuống thảm. Hai tay mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng bằng hông. Chúng ta sẽ đến với tư thế bò mèo. Hít vào, đẩy ngực, võng lưng, đẩy cao mông, vươn cằm. Không sập vai. Thở ra, cuộn lưng lên cao, rút rốn, thu cằm. Hít vào, đẩy ngực, võng lưng, đẩy cao mông. Thở ra, cuộn gù lưng lên cao, rút rốn, thu cằm. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
vào về tư thế cái bàn và thở ra chúng ta đẩy đỉnh hông lên cao về tư thế chó úp mặt. Với ai mới thì chúng ta trùng nhẹ gối và đẩy đỉnh hông lên cao. Làm tốt thì chúng ta sẽ nhấn gót chân xuống chậm và giữ ở đây, tiếp tục nhấn cái phần vai của bạn xuống, chống chắc lực tay vai, rút rốn đẩy đỉnh hông lên. Tiếp tục mình sẽ nhún chân tại chỗ nhé. 6 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, chúng ta kiễng chân đẩy đỉnh hông lên và mình sẽ đi bộ tại chỗ, cuộn cái vai lên nào bạn. Đi bộ tại chỗ lên gần phía bàn tay của mình. Rồi, nếu chúng ta mà không đi được đến bàn tay thì chúng ta nâng cái tay lên và đi về nhá. Hai tay chúng ta có thể ôm cổ chân này, thở ra thì mình cúi gập người xuống, thả lỏng đầu cổ tay vai, giữ ở đây, duỗi cái chân ra dần dần. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, từ từ chúng ta chắp tay cạnh mang tai rồi nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì chúng ta chắp hai tay trước ngực và mình giữ ở đây, hít thở đều. Chúng ta điều hòa lại nhịp thở một chút. Hít sâu và thở chậm. Tiếp tục chúng ta đến với một vòng chào mặt trời để có thể căng giãn toàn bộ cơ thể của mình. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập. Hít sâu, cơ thể song song với mặt hàm. Thở ra, tiếp tục gập sâu. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Chúng ta trùng gối, bước chân phải về sau, hạ gối phải. Hai tay vươn lên, hít vào. Thở ra, xếp bụng để ngực ngả sau. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Chúng ta chống chân phải, nâng gối phải lên, đưa chân trái về sau, về tư thế chó úp mặt. Thở ra, hạ hai gối. Tiếp tục hạ ngực cằm chạm thảm. Chúng ta đưa khuỷu tay áp sát mạng sườn nhé. Hít vào, duỗi chân, xoay vai từ trước ra sau, đẩy ngực lên rắn. Cố gắng đẩy ngực siết bụng nào. Hạ vai xuống. Thở ra, về chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao. Hít sâu, chúng ta kiễng chân này, đẩy đỉnh hông, tiếp tục lao người về phía trước, bước chân phải lên cạnh tay phải, hạ gối trái. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, xếp bụng để ngực ngả sau. Vươn cái cằm lên. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Chúng ta nâng gối trái lên và bước chân trái cạnh chân phải. Thở ra, hai tay ôm cổ chân cúi gập. Hít vào, hai tay chúng ta chắp phía trước, qua đầu và nâng người lên. Hai tay vươn, thở ra, hai tay chắp trước ngực. Tiếp tục hít sâu, mình hai tay vươn lên cao. Thở ra, hai tay ôm cổ chân cúi gập. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Chúng ta bước lùi cả hai chân về sau, cả hai chân về sau luôn, về tư thế tấm ván. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Thở, hạ hai gối, hạ ngực cằm chậm thảm. Rồi duỗi chân, hít, xoay vai từ trước ra sau, đẩy ngực lên rắn. Thở ra, chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên, duỗi lưng. Hít vào, kiễng căng chân, đẩy cao hông, rút chân phải đá lên. Thở ra, bước chân phải cạnh tay phải, rồi siết bụng này, đạp căng chân sau, nâng người lên, tư thế trường tấn cao. Bạn giữ ở đây, hít thở đều nào. Đạp căng chân sau giúp Hoàng Nguyên. 5 4
3, 2 và 1. Thở ra thì bạn đưa tay trái ra sau, trượt dài trên đùi trái, rồi mắt nhìn sau, tay phải áp sát tai. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, đưa người về giữa. Thở ra, hai tay chống xuống thảm. Rồi tiếp tục mình đẩy đỉnh hông về sau, duỗi thẳng cả hai chân, đẩy ngực lên, vươn cằm. Rồi nếu làm tốt thì chúng ta có thể bước cái chân trái lên một chút. Rồi chúng ta nhấn cả cái chân trái xuống, cân lại hông, rồi đẩy ngực, duỗi thẳng cả hai chân, thẳng lưng. Nếu ai căng quá chúng ta sẽ trùng nhẹ gối nhé. Hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ trùng nhẹ gối phải, hai tay bám chắc xuống thảm, đưa chân phải về sau, về tư thế chó úp mặt, duỗi dài lưng, đẩy đỉnh hông lên, rút bụng. Hít sâu, kiễng chân, đẩy hông, tiếp tục rút chân trái đá lên trần. Thở ra, đưa chân trái cạnh tay trái, giữ ở đây. Tiếp tục mình xếp bụng, nâng người lên, tư thế trường tấn cao. Nhấn cái hông của bạn xuống nào, đạp căng gót chân sau, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, mình đưa tay phải ra sau, trượt dài trên đùi phải, cố gắng giữ cân bằng. Mắt chúng ta nhìn về gót chân sau, hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, xoay cơ thể về giữa. Thở ra, chúng ta hạ hai tay xuống, tiếp tục đẩy đỉnh hông lên cao, duỗi dài lưng và đẩy ngực của bạn lên, cố gắng thẳng cả hai chân. Làm tốt, chúng ta bước chân phải lên, rồi hạ cả hai gót chân xuống, giữ ở đây, đẩy ngực, duỗi lưng, hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chung nhẹ gối trái, hai tay chúng ta bám chắc xuống thảm. Thở ra thì mình sẽ về tư thế chó úp mặt, đẩy đỉnh hông lên cao, duỗi cái lưng ra. Rồi chúng ta sẽ hạ hai gối xuống và về tư thế em bé, giãn cái lưng của mình. Chán chúng ta chạm thảm, thả lỏng hai tay, thả lỏng đầu cổ, hít thở đều nào. Điều hòa lại hơi thở của bạn. Rồi từ đây mình về tư thế cái bàn. Về tư thế cái bàn chuẩn nào. Hít sâu giữ nguyên. Thở ra mình nâng hông lên, về tư thế chó úp mặt. Từ đây bạn nâng các đầu ngón chân lên, rút cái bụng, kéo đỉnh mông đẩy lên trần, bấm chặt tay, rút rốn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, kiễng căng chân, đẩy cao hông, rút chân phải đá lên trần. Thở ra, chân phải này, bước cạnh tay phải, tiếp tục hạ gối trái. Hít sâu, hai tay vươn lên cao. Thở ra này, mình sẽ đưa tay trái về sau, lăn dài tay trái xuống chân trái này, tay phải áp sát tai. Ngước mắt nhìn về phía sau. Nếu bạn cảm thấy nhấn vào vùng thắt lưng thì bạn đưa cái tay sát về chân nhé. Đẩy ngực lên nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, xoay cơ thể về giữa, hai tay vươn lên. Thở ra thì mình hạ hai tay xuống, sau đó mình chống hai tay lên này. Tiếp tục hít vào, nâng cái bàn chân trái lên,
Dạ. Đưa tay trái về sau, nắm lấy bàn chân trái. Rồi mình gác tay phải lên chân phải. Giữ ở đây, hít thở đều. Nhấn cái bàn chân vào hông một chút. Đó, giữ ở đây đi ạ. Hít thở đều nào. Cố gắng lên bạn. Rất là căng cái má đùi trước đúng không ạ? Căng cái má đùi bên trái. Nhưng mà động tác này rất là tốt để giúp cho chúng ta kéo giãn được cái cơ đùi trước của chân trái. Nhấn hông xuống một chút nào bạn. Hít thở đều. 6 5 4 3 2 và 1. Thở ra thì mình hạ chân trái xuống. Tiếp tục này, hít. Chúng ta chống chắc hai tay xuống thẳng. Nâng cái chân trái lên, rút chân phải, đá lên cao. Thở ra, hạ chân phải xuống. Và chúng ta đổi bên, về tư thế chó úp mặt đã. Hít sâu, kiễng cao chân, đẩy cao hông. Rút chân trái, đá lên trần. Thở ra, chân trái cạnh tay trái. Hạ gối phải xuống. Hít sâu, hai tay vươn lên. Và chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Thở ra, mình đưa tay phải ra sau, lân dài tay phải về phía bàn chân phải. Tay trái mình áp sát tai. Đấy, mắt chúng ta nhìn về phía trước hoặc nhìn về phía gót chân. Hít thở đều. Nếu ai không làm được chúng ta nâng lên. Cố gắng mở cái gối trái sang bên nhé. 5 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, xoay cơ thể về giữa hai tay vườn. Thở ra thì chúng ta hạ hai tay xuống. Mình tiếp tục nâng cái bàn chân phải lên. Rồi tiếp tục nào, đưa tay trái chống lên đùi trái. Tay phải của mình nắm ra phía sau chân phải. Đúng không ạ? Giữ ở đây. Mắt nhìn về sau, nhấn cái bàn chân sát đùi. Hít thở đều. Rất là căng cái phần má đùi trước ạ. 5 4 Cố gắng giữ thăng bằng nha bạn. 3 2 và 1. Thở ra thì chúng ta hạ chân phải xuống. Hai tay chống chắc xuống thảm. Hít sâu, nâng gối phải lên và đưa chân trái về sau. Thở hết ra về tư thế chó úp mặt. Hít vào, tiếp tục kiễng cao chân, đẩy cao hông. Rồi mình rút chân phải đá lên trần. Thở ra chúng ta tách chéo chân phải nhé. Dựng bàn chân phải lên này, sau đó mình tách chéo sang bên, đúng không ạ? Đưa cái tay sát về phía hông, nâng cái ngực lên. 3 2 và 1. Tiếp tục bám chắc tay, hít sâu, nâng người lên, đá cái chân phải lên. Thở ra, co chân lại. Này, dựng bàn chân phải này, kéo này. Đó, nhấn hông xuống chậm và đưa hai tay về sát ngực. Đẩy ngực lên nếu được. 3 2 và 1. Tiếp tục lần 3. Hít sâu, lưng chân lên, đá lên trần. Thở ra, co chân lại. Đưa chân trái, chân phải về phía trước, tách chéo. Giữ ở đây, lần này chúng ta giữ sâu hơn nào. Hít thở đều nào bạn. 6 5 4 3 Cố gắng khóa chân lại nào. 2 và 1. Rồi tiếp tục chống tay. Hít, đưa chân về trước, đá lên trần. Thở ra thì chúng ta đưa chân về tư thế chim bồ câu. Rồi mình sẽ nhìn Hoàng Nguyên nhá. Đưa cái cẳng chân của chúng ta này vuông góc với thảm và nhấn cái hông xuống. Được chưa? Cẳng chân cố gắng vuông góc với mặt thảm và nhấn hông xuống chậm. Nếu bạn không nhấn được hông xuống, chúng ta sẽ giữ ở như tư thế này cho Nguyên. Chúng ta không nhấn hông mà chúng ta sẽ giữ ở đây. Nhấn cái hông xuống chậm chậm. Không cần cố gắng nhấn xuống thảm nhé. Làm sao để chúng ta cân được cái hông nó không lệch. Nếu mà bạn có viên block, bạn có viên block gạch thì chúng ta sẽ đỡ phần hông của mình nhé. Đây, đỡ phần hông của mình này.
đưa cái viên gạch sang bông bên phải này. Sau đó mình đỡ xuống này. Đó, chúng ta giữ ở đây. Nâng người lên cũng được. Hai tay vươn như này cho nó nhàn. Hoặc không thì hai tay của mình đưa về phía trước thì nó sẽ căng hơn, tùy mức độ của bạn nhá. Bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Tiếp tục chúng ta đưa chân trái lên, nhấn vào mông. Và mình giữ ở đây. Cố gắng này, hướng cái má đùi chân trái xuống thảm này thì nó mới căng ạ. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Thở ra, hạ chân trái xuống. Và tiếp tục chúng ta chống tay về phía trước. Hít sâu, dựng gối trái này, đưa chân phải về sau, đá lên chân. Và thở ra thì chúng ta tách dọc. Bạn thử tách dọc xem có tách được không nha. Bạn nào cầm sẵn hai viên gạch, nếu mà bạn là người mới chúng ta cầm sẵn hai viên gạch này. Chúng ta đưa cái chân xuống này, dựng cái bàn chân phải lên giúp Hoàng Nguyên nào. Rồi mình nhấn xuống nhẹ nhàng. Mình nhấn xuống nhẹ nhàng nhá. Đây, nếu bạn là người mới chúng ta sẽ chống hai viên gạch hai bên như này. Nếu mà mới nữa thì phải lên cao như này, đúng không ạ? Rồi, ta sẽ trượt chân xuống. Cố gắng này, giữ cái cân hông của bạn, giữ cân hông nhá. Đấy, xuống dần. Đấy, bắt đầu xuống dần này. Duỗi cái chân ra này, được chưa ạ? Khóa cái bàn chân lại. Đó. Giữ ở đây, nếu mà chúng ta xoạc được dọc rồi thì chúng ta sẽ giữ ở đây. Đó. Hít thở đều nhá. Khóa cái bàn chân phải lại nha bạn. 5 4 cố gắng lên bạn. 3 2 và 1. Rồi. Chống tay. Đưa cái chân phải rút về, hai tay chống đi ạ. Đưa chân phải rút về. Về tư thế cái bàn. Rồi. Thở ra, chúng ta đẩy đỉnh hông lên cao về tư thế chó úp mặt. Chúng ta đổi bên nhá, chúng ta đổi bên chân nào. Hít sâu, từ từ kiễng gót chân lên, đẩy đỉnh hông lên cao, rút chân trái đá lên trần. Thở ra, chân trái tách chéo, dựng bàn chân trái lên nào, tách chéo sang bên. Đưa hai tay sát về hông. Đó, đẩy ngực lên, vươn cằm. Khóa cái bàn chân trái lại. 3 2 và 1. Chống hai tay. Hít sâu, rút chân trái đá lên trần. Thở ra, chân trái lên trước tách chéo. Đẩy hông lên. Chúng ta không phải đẩy hông mà chúng ta đẩy ngực lên. Chống tay sát về phía hông. 3 2 và 1. Lần cuối nào. Hai tay chống này. Hít sâu, đá chân trái lên trần. Đẩy đỉnh hông lên nào. Thở ra, chân trái tách chéo. Và chúng ta nâng cái ngực lên, hướng lên trần, giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Rồi, chống chắc hai tay. Tiếp tục dựng bàn chân phải này, đưa chân trái về sau, đá lên trần. Thở ra, chúng ta đến với tư thế chim bồ câu. Đó, đưa cái cẳng chân phải này. À, đưa cái cẳng chân trái này, vuông góc với thẳng rồi chúng ta mới hạ hông xuống chậm. Đó, hạ xuống. Rồi, nếu bạn căng, nếu chúng ta căng nhá, chúng ta đỡ viên gạch lên, đúng không ạ? Đỡ viên gạch lên này. Ngồi lên hông. Giữ ở đây. Úp cái má đùi, chúng ta lưu ý là chúng ta úp cái má đùi phải xuống. Bạn có thể nâng hông lên, hoặc chúng ta có thể chống hai tay xuống thảm. Giữ ở đây. Đấy, bạn giữ đi nhá. Hoàng Nguyên tranh thủ buộc lại cái tóc. Toát hết cả mồ hôi ra rồi bạn ạ. Đấy, không phải buổi tập thể lực mà cũng rất là nhiều mồ hôi luôn. Giữ nhá bạn. 5 4 3 2 và 1. Tiếp tục bạn nâng chân phải lên, hướng về phía hông. Rồi, ta hướng về phía hông, hướng cái mặt đùi phải xuống thảm nhá. Cảm thấy căng cái má đùi bên phải đấy ạ.
6 5 4 3 2 và 1. Thở ra, chúng ta hạ chân xuống. Rồi chúng ta đưa hai tay chồng xuống thảm nào. Hít sâu, dựng gối trái này, dựng gối phải này, nâng cả gối trái lên. Sau đó chúng ta rút chân trái đá lên trần. Và thở ra thì mình tách dọc luôn. Rồi chúng ta đưa chân trái về phía trước này, dựng bàn chân trái lên. Sau đó mình kéo trượt dài xuống, được không ạ? Rồi chúng ta chống hai tay lên hai bên gạch, nhấn hông xuống chậm chậm. Bạn cứ nhấn, cố gắng này, hãy khóa cái bàn chân trái của bạn lại để bảo vệ khớp của mình nhé. Đẩy ngực lên, nhấn dần xuống. Rồi chúng ta duỗi chân, nhấn sâu, giữ. 6 5 Cố gắng xoay cái hông. 4 Để cho không lệch hông nào. 3 2 và 1. Tiếp tục chống tay lên. Rồi thu chân về, về tư thế cái bàn. Và thở ra thì chúng ta về tư thế em bé, để giãn cho cái lưng của mình, thư giãn phần tay vai đầu cổ. Hít thở đều. Bạn sẽ nâng người lên. Chúng ta sẽ đến với một chút háng ngang nữa. Bạn về tư thế cánh cổng. Chân phải chúng ta giữ nguyên này, chân trái thì mình đưa sang bên. Đưa sao cho mà đầu gối, hông và ngực chúng ta trên cùng một đường thẳng. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, chúng ta xoay người sang bên chân trái. Và chúng ta ngập người xuống. Biến thể của tư thế cánh cổng nhé. Nếu được, bạn có thể dựng luôn cái bàn chân trái lên. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Rồi, hít sâu từ từ, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra này, mình chung gối trái này, mở cái gối trái sang bên, hai tay dang ngang. Cố gắng nâng cái người bạn lên nhé, không đổ về phía sau như này nhé. Cứ nâng lên, thẳng hàng. Hít, hai tay vươn. Thở ra, hạ hông xuống. Tiếp tục hít lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần cuối, hít sâu. Thở ra. Chúng ta giữ ở đây nào. 3 Nhấn hông xuống. 2 và 1, hít lên. Thở ra thì mình chống hai tay xuống thảm. Chống hai tay của bạn xuống thảm nhé. Móc mũi chân trái lên và chúng ta trượt chân trái sang bên. Đó, kéo tay theo. Và lưu ý, cẳng chân phải của mình để vuông góc với thảm, để vuông góc với cơ thể. Rồi mình sẽ kéo này. Cố gắng này, nếu chúng ta cảm thấy bị ép khớp gối, duỗi cái chân ra. Giữ ở đây. Đưa cái gót chân của bên chân trái ngang bằng với gối bên phải, được không ạ? Hít thở đều. Hãy giữ ở đây thôi, kiểm soát lại cơ nào. Chúng ta không tách ngang quá nhanh. 5 4 Kiểm soát lại cơ nào. 3 2 và 1. Rồi, hít vào, chúng ta nâng lên. Kéo cái chân về. Kéo cái chân về nào. Hai tay vườn. Thở ra thì chúng ta sẽ co chân trái lại, đưa tay trái sang bên nào. Ta đến với một tư thế hơi nâng cao một chút nhá, móc cái bàn chân trái lên, đưa tay trái sang này, đưa tay phải sang nắm lấy má ngoài của chân trái. Nếu ai mới, chúng ta giữ nguyên ở tư thế là nhấc chân lên như này thôi. Còn làm tốt thì chúng ta sẽ trùng khỉu tay phải, kéo chân trái qua đầu,
để ngực xoay vai, mắt nhìn lên trần, giữ ở đây. 5, cố gắng khóa chân. 4, 3, cố gắng nào. 2, rồi 1, hạ xuống. Rồi, chúng ta sẽ đổi bên. Hãy khít thở điều hòa lại hơi thở một chút nào. Chúng ta sẽ đổi bên nhé. Đưa chân phải sang bên. Đưa phần chân phải sang bên nào. Từ gối trái mà đến gót chân phải là trên cùng một đường thẳng. Điều chỉnh sao cho ngực, hông và đầu gối trên cùng một đường thẳng luôn. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, xoay cơ thể sang bên phải. Dựng bàn chân phải lên nếu được. Và chúng ta sẽ gập sâu người xuống. Vươn dài người về phía chân phải. Đẩy ngực duỗi lưng. Hít thở đều. Hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít sâu, nâng người lên. Hai tay vươn lên. Thở ra nhá. Chúng ta này, chung cái gối phải này. Nhấn cái hông xuống này. Hai tay ra ngang. Xoay gối hướng ra bên ngoài nhá. Hít lên. Thở ra. Hít 3. Thở ra. Hít 4. Thở ra. Nếu đau gối bạn có thể sử dụng khăn để lót nhé. Hít 5. Thở ra. Và mình giữ ở đây. 5. 4. Mở gối nào. 3. 2 và 1. Hít vào. Nâng lên. Thở ra thì chúng ta hạ hai tay xuống thẳng. Rồi mình móc mũi chân phải lên. Kéo chân phải sang ngang. Chân phải đi đến đâu, hai tay đi đến đấy. Rồi đưa cái gót chân phải ngang bằng với gối. Mở cái cẳng chân trái ra. Vuông góc với cơ thể của mình. Giữ ở đây, hít thở đều nào. Khóa chân phải lại giúp Hoàng Nguyên nào. Bảo vệ khớp của mình đi ạ. Giữ ở đây, kiểm soát lại cơ nhé. Không thả rơi tự do. Hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi nâng lên. Nâng lên nào. Hai, chúng ta sẽ về với tư thế ngồi. Mở khớp hông. Được không ạ? Chúng ta sẽ mở khớp hông ra. Đấy, tư thế cuối cùng trong tư thế linh hoạt khớp hông ngày hôm nay. Đấy, chúng ta này dựng ngay cái bàn chân lên. Mình không cần cố gắng nhé, hôm nay chúng ta chỉ làm linh hoạt thôi. Được không ạ? Hai chân của mình dựng lên này, khóa khớp của bạn lại này. Xoay cái má đùi của bạn hướng vào trong. Mở hai chân sang hai bên. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra thì mình gập người xuống. Hai tay của mình mở rộng bằng vai và lên dài người xuống. Tùy vào khả năng của bạn, bạn sẽ trượt dài cơ thể về phía trước. Rồi, tiếp tục thì chúng ta có thể hạ hai khuỷu tay. Đỡ vào cằm. Hít thở đều trong cái tư thế này. Cố gắng khóa chân của bạn lại. Bạn có thể nhắm hẳn mắt lại và thư giãn. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta sẽ nâng người lên. Nâng người lên chậm rãi. Chậm rãi. Chậm rãi. Được không ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ đưa hai chân co lại này. Đưa hai chân chậm rãi về phía trước này. Đưa chân này về phía trước. Rồi chúng ta rung lắc nhẹ hai chân. Rung lắc nhẹ hai chân. Chúng ta sẽ trả lại khớp háng một chút nhé. Mình sẽ co chân phải lại này. Đưa chân trái vắt sang. Đó. Đưa chân trái vắt sang nào. Chúng ta sẽ ngồi trong tư thế mặt bò. Đưa hai tay ra nữa thì thành tư thế mặt bò hoàn chỉnh.
Đó, chúng ta có thể vươn tay lên này, đưa tay trái ra sau, quặt lên, tay phải nắm cái bàn tay trái. Đó, giữ ở đây, hít thở chậm, đẩy ngực, vươn cằm. Nếu mà ai không nắm được thì chúng ta chỉ cần có một cái sợi dây hỗ trợ, hoặc là chúng ta cứ để hờ hờ thôi, không cần bám vào. Tức là chúng ta mở vai ra, hoặc là chúng ta có thể ngồi yên như này để thư giãn cái phần khớp hông thôi. Rồi, chúng ta đổi bên nhá. Co chân trái lại và đưa chân phải lên, lắc hông sang hai bên để cho vị trí hông của chúng ta ngồi cân bằng trên thảm. Rồi, tiếp tục nào, hít sâu, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đưa tay phải xuống, xoay cái vai lên, nhấc cái vai lên này. Tay trái đưa về sau, hai tay nắm nhau. Đấy, lân tay dần, lân tay dần. Chúng ta nếu mà không nắm được nhá, thì chúng ta có thể sử dụng sợi dây, hoặc chúng ta để hờ hai tay trên gối như này. Mình cứ thả lỏng ra, tự do, hít thở đều nào. Rồi, chúng ta sẽ ôm gối và lăn lưng vài vòng. Đây, không biết là các bạn như thế nào nhưng mà mình đang toát hết cả mồ hôi lên bạn này. Nhìn chưa ạ? Toát hết cả mồ hôi rồi. Đấy, toát hết cả mồ hôi hột luôn, mà tập háng mà rất là nhiều mồ hôi luôn. Đây, chúng ta sẽ ôm gối lăn lưng nhá. Lăn lưng lên xuống. Lăn lưng lên xuống nào bạn. Rồi, chúng ta sẽ thả lỏng hai chân ra. Hai tay chúng ta dang rộng ra. Mình sẽ thả lỏng cơ thể, thả lỏng mềm toàn bộ cơ thể, thả lỏng từ đỉnh đầu cho tới gót chân, từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Hãy chậm rãi thư giãn toàn bộ cơ thể và hướng ý thức vào hơi thở của bạn, cảm nhận hơi thở đang đi vào, đi ra một cách nhịp nhàng. Hãy cảm nhận không khí xung quanh thật tươi mát, mọi thứ thật êm đềm và bình an. Hãy cứ như vậy hít thở sâu và đều, thư giãn, thư giãn. Vậy là bài tập của Hoàng Nguyên đến đây là hết rồi. Các bạn hãy thư giãn và nằm như vậy. Đến khi nào các bạn cảm thấy thoải mái rồi thì các bạn hãy tỉnh dậy và làm những công việc xung quanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và đừng nhớ, đừng quên là nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của Hoàng Nguyên nhé. Bye bye.